trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị, Đài Little Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại phần thứ hai của chương trình tử vi và số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 2 giờ 45 PM. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay nói về thắng người, thắng đời không bằng thắng chính mình. Trong ngàn ngữ xưa chúng ta đã từng nghe nói những câu ca dao, những cái lời chỉ dẫn của các bậc tiền bối. Thì ví dụ như là biết mình, biết người thì trăm trận trăm thắng. Có tài mà cày chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Quả thật những người mà thành công trong trường đời thường là những người rất hiểu chính mình, biết khả năng của mình, biết sức lực của mình để mình nhận những công việc, cũng như là biết khả năng của mình để mà bơi qua một dòng sông. Thì như vậy cuộc đời của họ sẽ đi đến những sự thành công rất dễ dàng. Đó là những người mà luôn luôn tìm hiểu đến, nhận thức được cái con người của mình để mà đi vào bất cứ một công việc buôn bán làm ăn đều có sự nhận rõ ràng như vậy để đến thành công. Và trái lại, những người đi đến sự thất bại bởi vì không lường được cái khả năng của mình, không thấy được cái khó khăn ở đằng trước, không lường được sức của mình mà cứ tiến thẳng để làm thì cuối cùng sẽ đi đến sự thất bại. Cho nên biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng là vậy. Chúng ta có một cái bản năng tự nhiên của sự sinh tồn, là lúc nào chúng ta làm việc chúng ta đều cầu mong có sự thành công rực rỡ. Nhất là khi bước vào tuổi trưởng thành, bước vào trần đời, chúng ta có những cái bằng cấp, có những cái kiến thức, có cái sức khỏe, và chúng ta sử dụng tất cả những cái trí tuệ thông minh của mình để làm công việc thành công. Tuy nhiên, nếu một người cẩn trọng, nên có thể là tự nhìn lại bản thân của mình, tự nhìn lại cái sức khỏe của mình, tự nhìn lại cái trí tuệ của mình, tự nhìn lại cái thời điểm của mình cần tiến thái như thế nào, và cùng với trí tuệ của mình để mà hành cái công việc, để mà nhận cái công việc, để mà trải qua cái khó khăn, thì cái sự thành công tương đối sẽ vững vàng và chắc chắn hơn. Phần chủ đề của chúng ta nói về biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng là vậy. Tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Ý ta không bằng ý trời. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Dạ, thầy Cao Dùng Nam, ngày 1 tháng 12 năm 61, 6 giờ sáng. Rồi, thầy lập bài ngày 1 tháng 12 năm 1961 và lúc 6 giờ sáng nhé. Dạ, 6 giờ sáng thầy. Như vậy là người này có khả năng sẽ sinh vào giờ Mão nhé. Thầy cho biết số mệnh cuộc đời của người này như sau. Người mà có cái mệnh đóng ở cung Dần Thân mà lại có cái mệnh gọi địa không, thân có địa kiếp, chiếu cô thần Hồng Loan, thì đây là cái người mà cuộc đời nó bị bầm dập, nó bị cái khó khăn, nó bị cái chông gai, nó khổ sở lắm cơ. Không có phải là sinh ra để được an nhàn, để được hưởng thụ, mà đời phải trải qua những thử thách vô cùng khó khăn của Thượng Đế sắp xếp. Người này tính liều lắm, ẩu lắm nha, không có cẩn trọng, nghĩ gì thì làm đấy. Đường vợ thì lại không có một cái vai trò, không học được cái vai trò của người chủ gia đình, của người chồng, của sự nghiệp của mình. Cuối cùng là vợ con sẽ giống như là có mà giống như là không, tức là gọi là có nhưng thật sự là không có vợ. Đến cái giai đoạn mà khi người này vào tới tuổi 34, 35 tuổi trở đi, thì đây là cái giai đoạn trời cho, phải đi đây đi đó, làm ăn xông pha vào trường đời, tương đối tạm được thôi nha. Đây là một người một đời phải trải qua nhiều sóng gió trong gai, cuối cùng là không có hạnh phúc về đường,
vợ chồng con cái, tài nghiệp không thành, dễ đi đến bệnh tật, tai ương và mất ở trong giai đoạn rất là sớm, đó là giai đoạn từ 65 tới 75 tuổi. Chúc may mắn và nhớ cầu nguyện. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ của người kế tiếp ạ. 69 tháng 11 ngày 12 tây. Cho biết là nam hay nữ và ngày tháng năm. Người nữ. Người nữ sinh vào ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, nói rõ ràng, ngày mấy, tháng mấy, năm mấy. Tháng 11. Ngày mấy? Tôi nói là ngày mấy thì cho tôi biết là ngày mấy để tôi viết vào hồ sơ đã, ngày mấy. Cứ tháng 11. Tháng 11 tôi biết rồi. Năm 1969 tôi chưa nghe được cái ngày. Ngày năm tây. Đó từ tốn ngày năm tây tháng 11 năm 1969. Xem vào lúc mấy giờ? 7 giờ chiều. 7 giờ chiều. 7 giờ chiều. Như vậy là 6/18. Người này sinh vào giờ Dậu, số mệnh của người này như sau. Kính thưa quý vị khi gọi vào, quý vị xin cho biết rằng là nam hay nữ, cho biết ngày trước, đến tháng, đến năm, rồi đến giờ sanh, cho biết buổi sáng hay buổi chiều. Như vậy chúng ta sẽ rất là gọn gàng để mà cho biết được cái số mệnh của mình. Người nữ này có mệnh thiên cơ ngộ hóa kỵ, có xương khúc, thân ngộ thiên lương ngộ hóa khoa. Đây là người nữ, tôi gọi là một người nữ có sức khỏe, chịu tháo vát. Bản mệnh rất lớn, rất là lớn nha. Nhưng mà cuộc đời của người này đó thì đi vào cái sự tiền đầu đó, vào ngay cái vận tử phủ ngộ không địa kiếp rồi. Thành thử ra là cuộc đời, cái cuộc sống đó nó không có được giàu sang phú quý, và không được ngồi đó để mà ăn lộc hưởng, phải bươn chải, phải làm việc, phải tháo vát. Được cái là lấy một người chồng thì hiền lành hơn mình, và người này thì làm việc đạo đức, người tốt, cố gắng bươn chải cuộc đời của mình, người lành thôi, làm việc tốt thôi. Nhưng mà cuộc đời thì đầy sóng gió trong gai, chịu khó tảo tần. Khi người này về đến, đặc biệt khi người này về đến cái tuổi 32 tuổi trở đi, thì tiền bạc, cái công việc, thành công thành tựu liên tục, tương đối gọi là trung phú cho đến cuối đời của mình. Chúc may mắn. Alo, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp ạ. Alo. Dạ vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp, bạn nam hay nữ, ngày mấy, tháng mấy, năm mấy ạ? Nữ, sinh năm 1972, lúc 10 giờ 15 sáng và sinh ngày mùng tháng 1 ngày mùng 7. Nữ đó. Ngày 7 tháng 1, ngày trước, ngày đến tháng 1 năm bao nhiêu ạ? Năm 1972. Năm 1972, xin cho biết lúc mấy giờ ạ? 10 giờ 30 sáng hay là tối ạ? Sáng. 10 giờ 30 sáng. 10 giờ 30 sáng. Tôi xin lặp lại nhé, cho chính xác, nếu không thì nói vào được cuộc đời của người khác. Nó uổng công đi. Đây là xem cho người nam phải không ạ? Người nữ ạ. Xem cho người nữ. Đấy, cho nên là đầu tiên hết là cho tôi biết cái nữ, ngày trước, đến tháng, đến năm, đến giờ nhé. Người nữ này sinh vào ngày 28 dương lịch, tháng 11 dương lịch, năm 1991, và lúc 10 giờ 20 sáng. Một sinh năm 1972. Sinh năm 1972, cho nên tôi phải kiểm tra lại. Sinh 1972 và sinh lúc mấy giờ là 10 giờ 30. 10 giờ 30 sáng. Rồi ngày mùng 7 tháng 1 tây đó. Quý vị, kính thưa quý vị, tôi xin lặp lại lần nữa là trong cái chương trình của Tử Vi số mệnh, chúng tôi chỉ nhận ngày dương lịch, ngày tây mà thôi nha. Ngày tây đó. Tôi không bao giờ nhận ngày âm hết nha. Chỉ làm rắc rối thêm. Ngày mùng 7 tháng 1 tây năm 72. 1 tháng 7 tây năm 72, lúc 10 giờ tối, kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị trên Blast. Xin kính chào quý vị.